là thể thao vip.com xin chào bạn. Trong video này, Shop tiến hành kiểm tra xe để gửi cho khách hàng đã đến với Shop xe đạp thể thao vip.com mua xe đạp online. Vâng, trên thị trường thì xe đạp đua hiện tại hãng Sava đang rất được khách hàng tin dùng và lựa chọn làm bạn đồng hành. Nhiều khách hàng đã đánh giá xe đạp Sava chuẩn không cần chỉnh, đặc biệt ở thời điểm hiện tại khi đồ Shimano 105 và Ultera R8000 đang rất khan hàng và đang tăng giá rất nhiều. Thì xe đạp đua của hãng Sava nắp đồ Shimano cao cấp của Nhật vẫn ở mức giá rất hợp lý. Cách đây 3 tuần, anh Hoàng có liên hệ với Shop hỏi về mẫu xe đạp đua Sava Fanto. Anh nói anh rất thích Sava Fanto 3, nhưng sẽ thu xếp tài chính để đầu tháng 2 du lịch đón em về nhé. Sava Fanto 3 có cấu hình tuyệt đỉnh với cấu tạo full carbon, nghĩa là khung càng, cọc yên, tay lái và vành đều bằng carbon. Đặc biệt ở chiếc Sava Fanto 3 sở hữu cặp vành carbon cao tới 8,8cm siêu khủng. Bộ chuyển động sử dụng full loop Shimano Ultera R8000 cao cấp của Nhật Bản. Xe đua Sava Fanto 3 vẻ đẹp cá mập, xứng tầm đẳng cấp trên mọi đường đua. Và ngay sáng nay, anh Hoàng đã cọc luôn cho Shop để rước một em xe đạp đua Sava Fanto màu đen ghi sang trọng và đẳng cấp về du xuân tại thành phố Quy Nhơn. Vâng, đây chính là chiếc xe đạp đua Sava Fanto 3 của anh Hoàng ở Quy Nhơn. Bạn có thể gõ trong ô tìm kiếm của YouTube từ khóa xe đạp thể thao vip.com sẽ ra các video đặc sắc của chúng tôi, hoặc cách đơn giản hơn là bấm vào nút đăng ký và ấn vào nút chuông để khi chúng tôi ra các video mới, bạn sẽ là người đầu tiên nhận được. Còn đây là chiếc xe đạp đua Sava 2 Civic cuồng phong của anh Mạnh ở Hải Phòng, thì Shop cũng sẽ kiểm tra luôn. Và đặc biệt, chương trình khuyến mại đặc biệt nhân dịp chuẩn bị đón xuân Tân Sửu đến ngày từ hôm nay vẫn còn chương trình đến ngày 1 tháng 2 năm 2021, khi mua xe đạp đua Sava thì Shop sẽ tặng luôn bạn một đôi bê đan vít của hãng Zinizia, đôi bàn bê đan cực đẹp luôn, bằng hợp kim nhôm đúc, cốt bằng thép rất đẹp. Và chiếc xe đạp này của anh Mạnh ở Hải Phòng thì Shop đã chuẩn bị sẵn đây rồi. Vâng, với Fanto 3 thì hiện tại nhà máy đang sản xuất nhập về tới Việt Nam thì đang có hai màu, đó là đen đỏ và đen ghi, có size 47 và size 50. Đây là chiếc màu đen ghi, size 47, số kiểm tra luôn. Đây là chiếc xe đạp của anh Hoàng, rồi chính xác rồi, màu đen đỏ, màu đen ghi. Và cặp vành này của hãng Clay, một thương hiệu của Italia, cao 8,8cm, như một cặp bánh đà vậy, chỉ cần ẩy nhẹ nó sẽ văng và sẽ chạy hoài không dừng luôn. Và chạy xe đạp này rất trớn và nhẹ với cặp Mayer bằng bạc đạn của hãng Toshi, cặp Mayer cao cấp bạn nhé. Và cái group Shimano Ultera R8000 này đang rất là hot và khan hiếm, và chiếc này đang được trang bị full group Shimano Ultera R8000 thì sẽ giúp cho xe ổn định và rất là chuẩn luôn. Vâng, đây là chiếc xe đạp của anh Hoàng, và bạn muốn xem chi tiết chiếc xe đạp đua Fanto 3 này có thể truy cập trang web xe đạp thể thao vip.com hoặc xem theo đường link ở dưới phần mô tả video. Shop đã dựng đầy đủ màu và review chi tiết, và bạn có câu hỏi nào hãy liên hệ trực tiếp với Shop xe đạp thể thao vip.com qua số điện thoại hotline 098 331 5936. Và hiện Shop đang là Shop bán xe đạp online số 1 tại Việt Nam, bán rất nhiều thương hiệu xe đủ chủng loại từ Sava, Zante, Twitter, Cavagno, Stream, rất nhiều thương hiệu và đủ chủng loại, và sẽ có nhiều cấu hình với mức giá để bạn đến với Shop lựa chọn xe, mua xe online cực kỳ đơn giản và dễ dàng với mức giá tốt nhất. Và đây là những phụ kiện sẽ đóng cùng với xe để gửi cho anh Hoàng ở Quy Nhơn: đèn còi, đèn hậu, đây số kiểm tra luôn này, rất sáng và có còi. Đây là chiếc đèn hậu, đèn pin sạc luôn, bấm giữ là sáng bạn nhé, rất là hay. Đôi bộ cộng đường nước lục giác đa năng 13 chi tiết cùng chân chống bất trục chuyên dụng dùng cho xe carbon. Đây là đôi bê đan, số tặng đôi bê đan VIP trị giá 450 đồng. Và anh Hoàng mua thêm một bộ quần áo chính hãng của Sava size XL, Shop cũng đóng cùng luôn. Và nhân dịp chuẩn bị đón năm mới, năm Tân Sửu, Shop gửi thiệp chúc mừng tới anh Hoàng cũng như là anh Mạnh ở Hải Phòng sang năm mới có thêm mùa xuân tràn đầy niềm vui, hạnh phúc và sức khỏe cũng như là thành công trong cuộc sống. Và cảm ơn bạn đã theo dõi video, và hẹn gặp lại bạn ở những video tiếp theo vào khung giờ 9 giờ sáng và 20 giờ tối ngày. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.